Tiền xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Chào cả nhà. Hôm nay là Tiền với lại bé Miêu, Hiếm Ba với lại Úc Dương lên vườn của cô Tư ở cả nhà để mà hái sâm bô chơi nha. Thì đợt gọi là chị Hai cũng có hái mà nghe nói là sâm bô chơi ăn rất là ngọt luôn. Đó thì Tiền cũng lên để mà mua ít về để mình bán kiếm lời cả nhà, cái này dịch bệnh đó. Đó. Hôm bữa nghe chị Hai nói á, vườn của cô Tư bẻ sâm bô chơi dưới bán á. Ai cũng khen hết trơn á, nói sâm bô chơi ngọt quá trời ngọt luôn, rồi người ta hỏi mua thêm nữa. Chứ này con lên đây con bẻ xong về con dưới con bán con chiếm địa bàn của chị Hai. Bán chở ăn cho nó ngon rồi. Dạ. Cho bà con cô bác ăn ngon miệng đi. Dạ. Vậy con mấy con vô bẻ luôn ha cô Tư. Dạ. Nó đây mấy cao cái quá có nào đâu mà dư miêu bẻ tới ta. Ui cái trái đó nó bự kìa. Giờ trái bự mình bẻ đi. Lỡ mấy trái bự già là bẻ được hết cô Tư ha. Ông Dương mới bẻ không? Đóng đen nhiều á. Đóng đen già. Nhiều hả? Ừ. Đóng đen nhiều là mò đó. Vậy hả? Này hả cô Tường không con? Được, được, dạ. Được. Đó. Mẹ thấy cái trái bự hả mẹ? Ừ. Ừ. Là mít trứng đó cả nhà. Này, ông Dương ăn thử không Dương? Con ăn thế nha. Con cái tăng này đúng không? Cái ba ăn không? Cái ba ơi. Cái ba ăn, cái ba ơi. Thôi, hai ba chị em mẹ ăn đi. Thôi. Cạp đi con trái một chim là mấy người trời nào tao kiếm kính tao ăn nên tao ăn trái nè rớt rồi rồi rớt rồi rớt nước rồi lụm ngọt thanh thao luôn thơm quá hả à. Cái chín thơm phức luôn nè nó mềm nhưng mà có cái nó hơi chát á ừ ừ chín nè nó chưa ấy hùng á nó chưa ấy hùng á cô Tư chưa mềm hùng thôi chưa mềm hùng mà ăn gì Miêu chắc ngậm miệng à nè Miêu bà ba cũng chín rồi nè chắc cái miệng mà trái này nó mềm giống này không đâu nó cũng tầm cả đó đó vậy hả tầm đó là ăn chưa ngon à rồi để lại nó hơi chát ủa sao chị ăn phần nửa này chát chưa hả dạ bên nó còn sống gì vậy là nửa bên sống nửa bên chín rồi đó trời ơi bẻ liền thì ăn ngon mà quê nè mấy trái này là nó hơi mềm mềm hơi vậy nè cái mấy trái này về là mình để riêng ra mình mềm để riêng, riêng đi khỏi vú mà cái nhà ăn lòng mất nè Miêu ở mấy cái trái này nứt đít trơn luôn nè nước nhiều quá nó nứt đít thế vậy á trái chín cây ngon cả nhà dạ nè Miêu con chèn qua cho mẹ đi con trời ơi nguyên một cái chùm này cả nhà ừ mấy trái bự dữ ha ngon lắm đây đợt này được nhiêu ký cô Tư ừ mà nhẹ thôi con đừng dục dục dập dạ. Con hôm qua tôi có hỏi nó thôi để bằng giá chị rồi để giá kia rồi luôn ha bán không? Dạ mắt thì bán mắt lên rồi đó. Mua mắt thì nó bán mắt lên con mua nhiêu ký con đâu có biết đâu ừ 12 phải không dạ thì để chị con nhiêu để con nhiêu lên thì bán theo giá lên con bán lên nữa ừ thì để nào lên dạ dạ con đừng bẻ nó nghe Miêu ở cái trái trên đó nó bự kìa cô Tư mà con hái cái tới. Dạ con không bẻ con đừng có chọi nghe để nhẹ vô thôi cái bự bự bẻ á mà bự đi nó ngon ngọt ủa trái nhóc kìa người trái này nó hơi non đấy cái trái da cám nhiều quá nó cũng non nữa cô Tư dạ nói chung trái cây mà mặn cái gì cũng phải xịt mò mới được mà mình không có xịt bao quá chắc là được rồi rồi lụm lên ném bay Miêu nó không lấy gỗ được gươm nó mấy trái uống uống không luôn á ở bên đó tao chậm bo bo vậy cô Tư lớp cái lồng mất này dễ dễ ấy quá ha lùng quá ha lùng lùng sủng luôn nữa nó cao lên nữa hả cô Tư dạ mỗi năm mới cao mà dạ ở bên cô Tư ủa, có mấy trái bự. Bự không luôn kìa cây bệnh bự ừ bự mà mình nhánh bệnh thế mang rau chay không ăn rau chay không bán rau chay đâu gặp cô chay hết rồi nguyên vườn rau chay đó đây nè, giới vẻ được lắc u tiền có trái nào bự bằng cái này chưa đâu
Trời ơi nó bự kìa cô Tư. Trái nó chắc cỡ 100g quá. Cười thấy không? Mười bự mười đó chứ. Đã không? Đi bé bé hồi mất cái quần gách quần đó. Đi hồi giả lên cái đáy quần gách. Tết cái đáy quần. Làm gì đâu con? Đó, mấy trái này là tầm khoảng tháng sau mới ăn mới bẻ được nha cả nhà. Đó. Mấy cái nhỏ là cỡ tầm khoảng tháng sau á. Còn mấy trái bự bự này thì mình bẻ được trước nè. Đó. Mà mình không biết cái nào già đi, đầu bự mình bẻ đi. Bự bẻ. Bự bẻ đi không biết già. Cái này mình sẽ dành cho ông địa. Một dẻ. Để ông địa ông độ mình đi lấn chiếm địa bàn của chị hai cho nó mau chút. Dạ. Dạ. Giá ông địa. Bán rồi giá ông địa. Mấy trái này chắc còn non hả cô Tư? Rồi. Rồi cái trái nó bự gì đó hả ba? Sao ba bẻ không có cuốn hết trơn vậy? Một cái cuốn có. Một cái cuốn thì tao thấy có cuốn có. Kìa kìa, ở trong này nè. Để mà cuốn mới không đi. Nè, cuốn dốc đi không? Mấy trái tròn tròn này vậy chứ nó còn non cả nhà ơi. Nó còn hơi lứa lứa gì dừa. Ê dạ. Nè, mấy trái này bán. Được. Chín là ngọt quá. Mấy cái hầm này xong kêu chú nuôi cá đâu Tư. Trời ơi mưa vậy chứ nó sao gan được ơi. Cạn hả? Chớ đây mà mấy hầm này nuôi cá rất lý tưởng á. Mấy trái này nó bự như mày cả nhà. Trái này nó chín không? Ngọc Dương ơi, chuyện Ngọc Dương ơi. Trắng. Mấy trái này được không ta? Mấy trái này nó non quá à. Lỡ cỡ chín không muốn chưa? Thấy trái nào chín không? Ở bên đó nó có một trái bự trên đó kìa. Nè, nguyên chùm ở đây hai trái bự nè mà không ai thấy chứ không ta? Nên làm gì theo đừng. Có trái bự quá thì tiền. Xa quá. Xa hết bà. Đâu? Kìa. Tốt trên đó. Mẹ chen ở đâu rồi vậy? Tốt ngoài luôn. Là thấy rồi. À, không thấy được cây. Khỉ nào lấy cây? Khỉ tiền. Khỉ mẹ không đeo. Không phải mẹ leo cây kìa, giống như con khỉ vậy đó. Này đâu phải con khỉ đâu. À, con biết rồi. Con heo. Khỉ mẹ tiền. Nè. Khỉ mẹ tiền. Nè ba cầm trái này trước đi ba. Còn trái nào nó không chỉ nữa con bẻ luôn. Hết rồi không thấy. Thôi chứ. Chúng thủ tụi ba trái. Ừ, ở đây mình bẻ nãy giờ không thấy chứ đâu. Thôi mình ra mình lựa. Lựa hồi lựa tháng 3 để lựa. Mấy bà đừng có ông bà Tư phải la kìa. Nó bắt mày lại đây luôn. Leo cây coi, leo bà Tư coi. Leo cây cho bà Tư coi kìa. Ở đó leo đi, dễ leo lắm mà. Leo. Khỉ miêu leo ơi. Nè, leo lên đây coi. Trời ơi. Kìa. Dễ thương lắm đó. Nó, leo bên đó leo sao leo mà bẻ được ta hai bà trái luôn kìa. Ừ, leo lên. Ừ, rồi lên đây. Ừ leo rồi có bẻ được không? Leo lên đứng chơi. Nè nè nè, trái bự nè, trái bự. Bự ngay đầu nè. Ú. Kìa bên đây hai trái nè ba, ba cao ba bẻ tới nè ba. Đi vào ba bẻ cho. Ba bẻ có cuốn đẹp. Giỏi quá. Hù đây nữa nè. Miêu. Thím ba ơi. Ui, hai trái bự đây thím ba cao thím ba bẻ được nè. Nè Miêu còn trái Miêu ơi. Bẻ được cái đó không? Vịnh đó Dương. Đây nè. Vịnh nó bẻ đó đó Dương. Tôi qua đây nè. Đây từ nãy giờ là bẻ không được nhiều đây nè cả nhà. Giờ sẽ bỏ vô bọc nha để mà căng. Rồi mấy trái này nó bị ấy không cô Tư? Cái nào bị sâu thả sâu bỏ ngoài, ngoài nha. Để ngoài đi. Mấy trái nó ít bỏ ngoài luôn ha. Dạ. Nhìn mấy dưới đít đó Dương. Cái nào đứt nít thì bỏ lại. Chưa? Vậy mà mũ quá trời mũ luôn cô Tư ha.
Ừ, nước tít bỏ riêng ra đi. Này mấy trái nước tít này là trái ngọt lắm á, dày vú ha. Trời ơi, cái này nó chán rồi, nó vậy đó, lạm lát à. Bỏ ngoài đây nước nè. Ồ, mũ dữ lắm. Có gì mũ bằng này? Cái này chín. Chín. Này chắc cũng 2-3 bọc quá anh ba. Ừ. Vô bọc nhiêu? Đầy bọc thôi ha. Đầy bọc thôi nha. Đậm nữa không? Dạ. Mấy trái đó dĩa ngọt không Tư? Cái này mềm nữa. À. Mềm để ngoài luôn. Đúng. Gì trời? Nói gì không hiểu. Nói gì không hiểu luôn. Nó chậm thôi, nó nhanh quá không hiểu. Thằng nhỏ con mà còn nói nhanh nữa. Thì ấp quỷ chiến thần. Dạ, đó suy nhăn rồi. Chiến thần gì chậm hơn. Cái này là một mức hộp rồi, cái đòi nó dạ. Nhiều trái nó chát phải không? Tại vì vẽ nó ấy, cái này vẽ đều đều. Cái này mấy trái đều đều không á cô Tư? Đều đều đều. Rồi rồi ăn ngay, em khen ngọt chân. Cái này còn ngọt nữa. Mình giờ mình rửa, mình để ngoài nắng cho nó ráo. Ráo lên chú. Ừ, để cho thùng cái mình lấy cái chén, cái dùa gì đó, cái mình để cái đó vô, mình mở luôn hết, mình để cái đó. Vậy là giờ mình mắc trà rửa. Trà rửa. Nó nhiều ký mà? 14kg. Đúng luôn, 14kg luôn. Nhiều. 15kg gỡ. 14kg với 15kg gữ là 29kg gữ. Ơi! Mười hai ký. 29kg gữ, 39kg gữ, 40... 51. Thấy không? Mười. Đó, hồi nãy nhiêu rồi? 29 hả? 29 gỡ. 29 với 10 là 39. 39, 41 gỡ. Ừ. 42 kế. Rồi. 41 gỡ. Rồi, 40, ở nhiêu? 41 gỡ thôi, 42 gỡ. 41 gỡ. Nhiều 42 kế đi. 41 thôi. Thì hôm nay là bẻ lòng mất được 42 kế ở cả nhà. Rồi giờ thì mình sẽ đi về để mà vú lòng mất nha cả nhà ơi. Rồi lòng mứt này thì Tiền với lại mẹ với ba cũng đã vú rồi nè cả nhà. Này là tầm khoảng 2 ngày rồi đó nha. Giờ là cũng chiều á, Tiền cũng soạn ra bán luôn. Cái này là vừa chín tới luôn nha cả nhà. Cái này vừa rồi. Dạ là em ơi là ăn là ngon hết sảy con bà bảy luôn. Ngọt thanh thao như đường cát luôn. Mát như đường phèn luôn. Dạ đúng rồi. Trời ơi cái trái này nè bà hai ơi. Rồi bà đã hai gỡ cái ơi. Gỡ ông hai là bị đau nghe. Cái cuốn nó đâm vô nó bị lủng lỗ. Sức cuốn là thường đi. Trời ơi nó ngon. Thím ba sắc cơ sợi đó đi ha. Con sắc cơ sợi này tao chắc đầy sợi rồi đó. Rồi tao nghĩ có nhiêu đó hả? Dạ dạ tao nhiêu nè. Bán quay qua quay lại hết không đủ người ta mua nữa. Ừ. Không có ăn ngọt đi chứ sao dặn con lấy nhiều một chút. Trời ơi nó mềm. Nó nút mà nó ngon dữ lắm. Tay nó bị dớt. Nó ngọt dữ lắm. Nó giờ là tìm bán ra là 15 ngàn một ký cả nhà. Trời ơi mấy cái trái này nè. Ngon dữ lắm bà hai ơi. Nó nứt nứt nhưng mà về ăn ngon lắm. Tại vì nó già trên cây nó già dữ lắm. Cũng cái bẻ sao anh mua là mất cho nhé. Chắc già nó già. Nhắn gì chứ mẹ có nói không nè. Đi. Nó dạ. Mấy cái trái mà nó căng nó ú vậy nè. Lòng mất lửa trái già đừng lửa trái tròn. Trái tròn ăn nó lặt nhắt à. Còn trái dài là ăn nó ngọt ngay. Đồ quảng cáo gì gần lát trái tròn ới sao tròn. Thôi nhưng mà mình bán mình tình thiệt đi. Nhưng mà người ta cũng mua ủng hộ mình nè. Lát ngon người ta bỏ trái tròn lại hai đứa cháu không. Ủa sao mình ngu dữ ta. Ừ. Còn nói trái tròn không ngon nữa.
không mà thiệt luôn á, là đi chợ là lòng gặp lòng mất, là mua là trái dài là ăn là ngon nhất. Phải là mất cái trái dài. Dạ. Thôi mình lựa trái dài đi lấy cái tròn bên tiền đi. Nhất cái trái tròn này nè. Nhưng mà cái chỗ của cô này là bán là chắc là ngọt, tại vì tiền thối mẹ được mấy đợt rồi. Nè tiền thối mấy đợt mà cô lựa là cô bẻ không có ép non nha. Có tiền thối trái dài không? Chắc ở đây. Mà bỏ gì lòng mất đi, mẹ dơ. Hai con để qua đây cái bự ta, bọc nào bự. Rồi. Nè, bọc nào bự không biết đến thứ đó, lấy đi. Cái dài đó. Cho bà đang bọc nó nè. Nè nè, để Nguyễn Hùng ra luôn đi ba. Ừ, để Nguyễn Hùng không chịu rồi. Nó chắc cho lâu đây. Nữa. Đó. Mấy cái trái này là lỗ nữa không? Nó ai nó bán lời đâu nè, thúi úng nè. Nó lắc bà chịu cái đó. Phải lỗ cho. Bỏ vậy. Rồi buồn đi buông cho lỗ mãi chơi. Mẹ vô, mẹ vô lòng mất 15.000 ký nha, bao ngon bao ngọt luôn. Đúng nó nhảy à. Trời ơi. Có ai ăn thử không? Cho ăn thử cái trái này nè. Ăn thử rồi. Ôi ôi, lòng mút nó ngon nè bà hai. Thôi để trên mặt bà hai. Đi. Bà hai chưa ăn thử nè, bà ăn thử bà hai quảng cáo cho con cái đi. Ăn biết rồi lỗ còn nhỏ nữa. Không có sợ lỗ đâu. Đó. Trời ơi, lỗ như vài chục triệu thì sợ bố. Để cái vỏ đựng tiền nè, để vô. Quá để vô, ngọt rồi. Quá ngọt luôn đúng không? Gắp vô, quá ngọt rồi. Dạ 15.000 ký chị ơi. Chơi thêm cái bọc nữa đi. Được, 2kg 30 cục bán luôn. Trời ơi, mình không mà. Cái căn đó đó hả? Đó. Dạ. Căn của, kiếm cái căn. Căn của chị yêu. Em yêu. Căn của chị yêu tặng. Mấy ký mà, mấy ký. Cái này 1kg 6 à. Chưa được 2kg. Chị lựa giùm em đi chị. Thôi, con lấy đây thôi chị biết. Thôi em lựa là nhiều khi không ngon rồi sao. Không ngon sao, mình tự ơi mình lựa đi. Rồi, này, cái nào cũng ngon hết trời. Trời ơi, 2kg đủ rồi, đừng lấy nữa lỗ chết. Đừng lựa đi em quê. Đây, 2kg 30.000 luôn. Năm mà lựa giùm bả luôn đi Năm. Này căng chị Năm 2kg nữa coi. Bách Năm 2kg hả bác Năm? Cái này 9 nha. Dạ. Bách Năm của bác Năm chưa được 2kg đâu, mới có 1 kg rưỡi à. 1 kg rưỡi 50 à. Lấy thêm nha. Đây. Quá đắt rồi. Đó. Từ. Lần đầu tiên tiền với lại hiếm ba bán lòng mứt rồi cả nhà. Từ. Coi, đây thôi lộn của hai cái lộn của mình nữa. Đủ rồi, cái đó. Này là 2kg 50 luôn nha. 50 lấy một chút. Lấy này 50 đi bẻ. Bẻ nửa trái đi ha. Rồi có bắt 5 30 nha. Rồi để chị Năm luôn. Chưa được 1 ký đâu, lựa thêm đi. Dạ. 9 với 6 còn sao kỳ quá à. Rồi không biết lựa. Rồi dư luôn nha, 1 ký 60 luôn đó. Thôi cho luôn. À 2 ký, 3 ký nhiêu? 3 ký nó 45.000. Rồi. Thôi 5.000 luôn em ba ơi. Nè 5.000. Đây. Rồi cái nó mềm luôn. Của bà hai chưa được 1 ký bà hai ơi. Thôi chị 20. Thêm cho bà hai chị. Cái này nó hơi ấy rồi. Đây nè, cái này nè bà hai. Lòng mất bà Sáu ơi, 15.000 ký, gọi 1 ký luôn. Dạ 15.000. Đây bà hai. Nếu căn dư là lấy lệ luôn. Dạ. Ừ. Rồi của con không sao. Buôn bán quan trọng hơn tiền bạc là xương máu mà. Hai con cảm ơn bà hai nha. Cân ký rồi. Dạ. Rồi cái này 1 ký 50 luôn là tính ký nha, 15.000 thôi. Rồi. Quá rẻ luôn. Không dám đâu à, bớt ra. Rồi cái này 2kg ai lựa hay chứ vậy? Ok. Dạ 2kg nữa quê. Để luôn, cảm ơn 30. Nha. Nhớ ủng hộ nghe. Trời ơi, tiền gì đô đi me ai nè. 10 tỷ xuống nghe. Nè nè, bây giờ đếm tiền đô đi me đây, 30.000. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 15.000 1kg. Ôi 29.000 với 1 tấm được nhiêu. Chưa được 700g đâu bà Sáu. Nè ơi, bỏ bọc bự luôn nè. Rồi 700g 10.000 luôn. Luôn. Mẹ mày cúng mà. Rồi cảm ơn bà Sáu nhiều. Cúng tao biết tao lấy sống. Đây nè chị, bên đây sống nè chị, ngày hai ngày ăn được nè. Đang chị lấy cho bẻ dạ. Lấy đại đi. Đại có chín có sống rồi để thôi về, tao sống cái tao muốn ăn cái không được, tao cũng tức nữa. Nó mất rất là ngọt luôn á. Bây giờ phải ăn liền này, cái Pháp, chị. Pháp ăn thử miếng đi chị. Không chị ngay à. Nè dạ. Cái này chín nè. Vậy có chín có sống đi nè, người ta có cúng người ta ăn liền. Mẹ vô, lòng mất ngon đi. Để lại lắm giới thiệu cho bán cho dạ. Ừ. Giới thiệu giùm em nha. 1 ký phải không? 1 ký gì quên? Căn cho 26.000 đi. Hết tiền luôn hả? 26.000 là nhiêu ta? 26.000, 15 ký thì nó ở 15.000 thì 1 ký. Ký 8. Ký 8 hả? Nè. Chưa. 26.000 khi mà chưa đau, chưa đau, thêm nó đi, thêm nó đi. Ờ ký 8 đi. Thêm đi, thêm. Ôi chụp một sờ phạt lạng địa con má ơi. Thêm hả bà hai, mới thêm hả bà hai. Cho ngàn ký để sao. Ký 8 đó. Ủa hai bà cháu ăn riêng hả? 1 ký 8 nha. Rồi nha, được chưa? Ký 6. Đây, cái này thêm đi. Đủ rồi đó. Ký 800 g đó. Cái giá căn này nó nhỏ quá nè.
cuột lại để vô rồi cuột lại đi. Đúng vô rồi. Lấy ra thiếu bị vô. Đúng rồi hết ta. Ừ, trời ơi giờ gặp dân buôn bán rồi. Từ cái gì đó. Thêm cái này. Thêm cái đó vô luôn đi ba. Ừ. Nè. Để vô luôn. Cột lại là đủ chưa? Cái này không mềm không hiên. Cái này mai ăn được rồi. Thì chưa? Thứ bảy à, thêm trái này nữa đi. Dư sức rồi đó, rồi thôi, khỏi săn nữa, lấy vô đây. Đúng rồi không? Càng căng dư tao bẻ nửa trái nữa trời. Thiếu người ta bù thêm đi, thiếu sao? Thôi cái 8-13. Không, hên, hên, hên. Rồi, đây. Hên, không thiếu. Rồi, cảm ơn nha. Cảm ơn nha, Quân. Quân ai đồ. Đó, bà hai là mua thêm nữa nha. Bà hai mua sợi đây, sợi kia là tính tiền hai sợi đó. Tôi lựa cái chín cho con nhà. Chín hả? Không chứ mấy trái này nè bà hai. Mới bà hai ăn được. Nè, nè. Mềm tay hết trơn rồi. Trời ơi, bà hai bóp. Bóp mạnh là xịp đó. Mạnh là nó xịp liền đó. Căng ký nữa đi. Dạ. Chưa được bà hai ơi. Bỏ thêm đủ ký thôi. Dạ. Rồi 1 ký luôn. 15.000. Đó. Trời ơi, cảm ơn bà hai nhiều. Chị ba ơi, lòng mất chị ba. 15.000 một ký. Dạ. Không thiếu luôn. Thiếu luôn. Thiếu rồi, cho cục kẹo nha. Đây bọc luôn. Nó sống không? Cái đó sống đó chị. Bên đây là vừa ăn nè, mới ăn được nè chị. Rồi. Về cũng đẻ ông thằng tài gì đó. Đâu mà ăn tiền vô. Dạ. Tiền vô ào ào. Mới là chín. Bác chín ơi, lòng mất bác chín ơi. Ký chưa? Được chưa? Ký hả chị? Rồi. Chưa rồi, được nữa. Đi đẹp quá. Trái đi. Cái này nè, cái này ngon nè chị ba. Rồi. Rồi 1 ký luôn, 15 sàng ngàn. Qua, mình xài, sàng qua bánh đi. Dồn lại đi. Dồn qua bánh cho anh xài đi. 15 ngàn thôi em rồi, cảm ơn nha. Đây, em gửi luôn, cảm ơn nha chị ba. Chắc bánh xài đi rồi nè thì. Cái mình chắc cái thúng này ra cho nó đẹp kìa. Ờ, đúng rồi. Quá trời hàng ngon, nó hôm mùi lùng mứt hừng hực cả nhà ơi. Nó không chín mà còn bóp hồi nó cũng chín. Bóp cho mềm hả? Ừ. Mua lùng mứt đi người đẹp ơi. Người đẹp, lùng mứt người đẹp ơi. Lùng mứt bóp chín ơi, lùng mứt ơi. Lùng mứt ơi, đi. Nhiều đó là đủ 1 ký lùng mứt rồi đó, bóp chín đây. Dư sức luôn, dư luôn. Dư luôn, ra đây bán thiếu luôn. Lòng mất Tư ơi. Bà Tư, lòng mất bà Tư ơi, 15.000 ký, ngọt ngay như đường luôn. Ngọt nhưng mà ăn không bị lên đường nha. Để nó lên đường chứ phải đi vô mới mua à. Mà nó ngọt ngay như đường là bác rồi ơi, bà nó nghĩ rồi đó. Bà không chịu ngọt, mà nãy quảng cáo ngọt bà không chịu. Bà chịu chua, mình quảng cáo chua đi. Tư ơi, lòng mất chua. Thôi, lòng mất chua, cái người kia lại, cái người ta bỏ đi nữa à. Cái người kia nó lòng mất ngọt. Đi vô. Ừ. Ở mấy cái trái này nè. Mấy trái này ngon ghê luôn, cái tiền mà nó chưa chín. Chưa chín cũng không đẹp ông thằng tài đi là ngày mơi mốt là ăn được. Mấy mềm tay nè Tư. Bên đó kìa Tư. Bên này mềm tay nè bà Tư. Mơi ăn đó Tư. Cái nào ngon? Dạ. Mơi ăn nó ngon. Cái nào cũng ngon hết trơn á. Nào cũng ngon mà cái này nó hơi cứng tay hơn á. Chân bánh chín. Ừ, bởi vì chân mà lấy cái đó đó Tư. 2-3 ký gì đi. Chân hà mơi mà mốt ăn lai gai lai gai bà. Để thôi, ừ để thôi mình ăn liền cái một không kịp. Đúng rồi. Không có cứng đâu. Được, cái cứng cứng được. Thôi là mới mà. Cái này là người mới hoặc là ta mua ăn liền để ngày mai. Ăn liền hả? Để ra con giò cho, nó mềm cho bà ăn. Ký hết Tư. Mấy cái trái này chắc ngày mai là ăn được nè. Bà bóp nè nó mềm tay rồi nè. Nó thiếu nhiều cũng bán chứ. Nè bà Tư ăn thử không? Cho bà Tư thử nè bà Tư. Cái này chị nãy hơi nãy ba. Đưa cho bà Tư nha ba. Nó mềm. Nè bà Tư ăn thử đi. Ngọt ngay nha. Nè. Mấy ký vậy bà Tư hả? Vừa đó. 1 ký á, căng lên 1 ký cho bà đi. Mở cái căng lên mới được. Kéo xuống ăn có được. Ừ. Bà ăn 4 cái ăn luôn đi. Rồi 1 ký đúng luôn, sao hay với gì ta? Rồi hay gì hả? Lựa quá hay. Trời luôn. Ơi quá đỉnh luôn. Rồi 15.000 luôn, quá rẻ quá ngon luôn. Ờ mức này ngon. Ừ. Đó bà để cái bà. 2-3 ký gì đi, cái chín đây. Từ ăn trước đó. Cái nào mềm nó lấy ăn trước từ. Ờ để anh dĩa chân cái đó từ. Mấy trái này nè. Từ từ. Còn mùi quá không kịp. Nó bị sâu rồi. Để lại đi con ăn. Cái này chín nè. Mấy cái này nó nứt cái đít nè, thôi để lại cho mình ăn đi. Lợi đó. Ừ, lợi được mấy trái sâu đó đó. 2 ký đi. Đâu nhiêu à? Nhiêu là nhiêu? 20.000. 20.000 là nhiêu ta? Còn lại 5.000 nó mày căng nhiêu mày căng. Cái giá bao nhiêu rồi? 15.000 đặng cho 200g nó 3.000. Tính đi. 200g 3.000 hả? Ừ.
là 4. Còn lại 2.000 nữa. Ừ. Căn ký 3 đi, cậy mình lộn chút được. Đi. Lộn tiếp đi. Lộn chút. Ký 3 ai lộn? Ai lộ? Nhìn coi lộ. 4.500 lộn 500 bạc. Rồi, ai lộ? Rồi, lộ tiếp đi, chưa đủ. Trời ơi, bán lòng mất mà ghê lộn quá. Hết hàm luôn. Mà lộ 500 không chịu. Mình lộ ký 3 đúng không? 50 à. Ừ, 50 bạc. Bán hoài rồi. Đây tiền. Dạ 15.000. Rồi, thôi 5.000 luôn Tư ơi. Chưa được. Thấy vậy chứ lộn mất này nó dễ hửng à. Có tiền ủng hộ, không tiền mua kẹo. Trời, mua thiếu luôn, cho bán thiếu luôn. Chưa được, cho con trái nhỏ nó được rồi. Trái bự quá lỗ à. Vô chân. Nè, lấy trái này ăn nữa đi. Cho nữa hả? Trời ơi, vô mắt ăn. Trời, nó mới chín rồi, ăn kia 3-50 luôn nè. Trời ơi, tiền của người ta lại lấy hả? Tôi mới bắt vô đó, 20.000 đó. 20.000 đưa 50 cũng được nữa. Lẹ ghê luôn á. Có 20.000 thì đưa đi, ngộ thiệt luôn á. Rồi, cảm ơn mấy chín nha. Ngồi đấy riêng đó. Trời thấy ơi. Bốc không? Mấy ký à, chú ba. Gỗ đỏ hay mua gỗ bên đây. Gỗ nào cũng giá tiền chứ. Cái này ngày 2 ngày à, ăn là ngon nghe chú ba. Cái này nó bán gỗ. Chá con không có bán mà mềm. Bán ngon. Đậu trái coi. Mua ấm hậu đi. Dạ mấy ký. Để mời ăn. Mời ăn rồi ăn đi. 15 gỗ ký. Rồi lấy trái khác đi. 2 ký đi. 2 ký ha. Dạ có liền có liền. Cái này ngon quá rồi, vô rồi. Rồi. Cái nào mình nữa nó mới. Dạ mấy cái này đi, chạy giỡn nó lắc chạy về lấy. Chạy giỡn rồi. Ừ. Nó dắt chổi lên. Dắt chổi lên. Ừ. Ôi chú ba mua ủng hộ cho cả nhà. Căng đi về ông lấy. Căng đi về ông lấy để lựa cho ổng ngon ngon để mai mốt cái ổng gặp mình cái. Dạ phải đi kêu nó lựa cái đồ ăn không ngon không hả? Ừ. Quá ngon rồi. Ngon không ba? Lột ta ăn thử con trái. Ngon lắm á tròn. Thấy quảng cáo không cũng thèm nữa. Ngay à. Ngọt ngay luôn. Bà Sáu là bà không lên bà mua ủng hộ ta. Không hay đâu, có cho hay đâu. Con ấy nó về dưới rồi nó im gu luôn bây giờ. Mấy trái đít nứt nè. Ngon mẹ, nứt nứt cho ngon nè. Ngon ngọt ngay à. Mà tại sợ người ta chê người ta không chịu lấy thôi. Chứ nó ngọt ngay à. Ngọt mình để mình ăn đi. Chú ba 2kg nè. Trời, lòng mứt này chứ nó nhẹ hửng mà thấy ba. Ừ. Nó lựa cho chú ba nó ngon ngon chút. Chú Hải, lòng mứt chú Hải ơi. Rồi rồi, bán chú 1 ký đi. 15 ký. Chú ba thấy ba lựa cho chú Hải 1 ký. 2 ký cũng được. Được hả? 2 ký cũng được phải không? Vô mánh là bắt mối nữa rồi. Cái này á là cứng nghe chú Hải. Ngày mai ngày mốt mới ăn được nha. Được không? Dạ được luôn. Tại vì con bán không có đâu cho mềm được. Quá. Dạ đúng rồi, mềm khó bán lắm. Dập. Này giờ em cúng đệm thằng Tài đi. Cúng ông chứ hả? Thêm hai trái nữa đi, ba trái mới đủ á. Về ông bóp tiếp rồi, về ông bóp tiếp cái trái nữa mà. Trái nữa. Cái rồi đồ mất sống không có ông ăn được. 30.000 luôn 2kg. Bán cho ông đồ sống nhân hả? Rồi gửi luôn nha, cảm ơn luôn nha. Này của chú ba nè. Dồn lên sợi luôn đi. Dồn qua đây luôn ha. Dồn qua sợi nhỏ luôn đi. Ừ. Dồn từ 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 từ. Ồ trái này nó bị nứt nữa nè. Sao ăn lại mấy trái nứt nè. Thôi con ăn cái này luôn. Nè ba, chuyện qua đó giùm coi hả ba. Này còn uống 4-5kg à. Có 4-5kg lô á. Đó. Làm sắc rút tiền. 2kg 30.000 luôn. Đúng rồi. Trời ơi, mất tiền mất đâu vậy? Nè, mất nó mừng chạy ta đi dòm chi á. Ai biết dòm đâu hả? Rồi cảm ơn cho anh ta. Mời Việt Nam nó kỹ lưỡng gì đó. Rồi cảm ơn chú ba nha. Cảm ơn nha. Dạ. Ai là mất hai ơi, 15.000 ký. Dạ 15.000. Dạ cái này nó chưa chín không? Cứng thôi. Nó còn hai cứng tay. Cái này mai mốt ăn được á hai. Đây đây con lấy bọc cho hai để vô. Còn nó không cứng mà trời ổng ổng trời ơi trời trời biết nó mềm. Trời biết nó mềm. Mai tôi bán mà tới nổi mà kêu về chọi nhau ra cho mềm ăn cái này. Cái này nó có vú quá vậy. Có vú mà nó. Có nhưng mà tùy theo cái trái cái độ của nó già nó nâu á hai. Cho nên là nó đâu có điện lực một được đâu. Không có chín gộ. Dạ mẹ nó sao lại mua cái ngắt này.
về bóp. Trời ơi, mấy trái này chắc ngon lắm hai. Kêu ông bóp ba ngày, kêu ông nằm không bằng gì, ông làm gì không vậy bóp thì tôi lát tôi ăn. Mấy trái này nè, ngon lắm hai. Nó ngon mà nó còn cứng, nó không có mềm. Ngày hai ngày là ăn được hả? Nó bóp hồi mà bóp rồi mềm. Người qua người lại bóp hồi cũng mềm à. Nó mứt này có hơi tai mà không mềm lắm hai. Trời ơi, mấy cái trái này nè nó nứt đít chứ ha. Ăn nó ngon dữ dằn luôn. Bây giờ con với ba người uống trái rồi đó. Con lát cho tặng con trái này về ăn liền. Đúng rồi đó. Về ăn thử nha. Bây giờ ăn thử có ngọt không? Dạ. Ừ. Ngọt cái lại mua. Cái từ nãy giờ là ai cũng mua 2 kg không đó. Ừ, ngọt cái lại mua nữa. Còn ký không quay. Ai ăn mình nên tôi ăn à. Dĩa hả? Ừ. Rồi tí là chị chưa đủ đâu, không? Chưa đủ đâu hai ơi. Trái đó nữa đi. Dạ. Nè, đánh trái về ăn liền nè bơi. Này ký 2 rồi. Bớt ra ăn trái nhỏ đi. Gửi trong đó. Trong đó mày bảy chứ xấu xấu chừa lại nè, bị nứt nè. Ký mốt. Cái gì đâu? Lấy gà chi nứt nè. Đâu có chuyện tiền kìa. Vậy hả? Rồi, thôi cho thêm trái luôn đi. Bán bán rẻ rồi. Rẻ luôn đó. Rồi, cảm ơn hai nha. Dạ. Rồi chín. Ủng hộ nữa chín. Đây. Bọc này chín. Ba ký, ba bốn ký gì đi trời. Để vô bọc đi. Đi, để vô bọc đi, để vô bọc đi. Để nó rớt. Lòng mất đây, 15.000 ký luôn. Cứng thì về nên bóp qua bóp lại. Chưa ông bóp tiếp. Bằng sabo đi. Thôi lòng mất đi, mình gian miền Tây. Nó có hai tên gọi á cả nhà, kêu bằng sông bô chê. Sabo, sabo chê gì nè, ba bốn thứ mà. Có sabo chê. Còn cái kia là trái quýt sima. Cái này là trái lòng mất. Cái này là trái lòng mất. Gian miền Tây mình gọi là lòng mất. 2 ký. Chưa được đâu. Lửa trái bự cho em hả? Kìa thím ba lửa trái bự. Lửa trái bự cho thằng ấy kìa thím ba. Có. Dạ dạ. 2 ký nữa hả chú ba? Dạ ừ. Dạ. Rồi có luôn. Nhưng mà này cứng nha chứ không giống như nãy nha. Rồi, đủ rồi đó, 2 ký rồi đó. Thì cứng nha, để mời mốt mới ăn nha. Mời mốt mới ăn được đó. Ừ, thì ở đây. Dạ. Rồi. Rồi mời thím ba rồi ra mua. Dạ. Tao nói. Cho bớt ra lựa đi cho chắc ăn đi đúng không? Không thì để mẹ hai bữa chích được gì? Dạ. Ừ. Cái nào không chín nè. Dạ không. Vũ khí đó. Con mua tại vườn á, trên khai lao ngon lắm. 1 ký đúng không? Rồi đủ 1 ký rồi, luôn nè bé ơi. 1 ký luôn. Ngon chứ hả? Cái nứt không đó chị? Cái nứt nè. Để cho bạn trái bạn thử nè, để con lựa cái nào mềm mềm cho. Để bên đấy ngon. Rồi hỏi 35 nè. Ngàn nè con. Rồi cảm ơn con nha. Hết rồi hả? Còn nhiều hết đó. Nhiều dạ. Còn nhiều rồi đó, nó nhiều hết còn dạch nó 15 nè. Ngàn à, quá. Hết hả? Ừ, còn nhiêu nè? Tao lựa ngon ngon ký thôi. Dạ. Lựa ngon ngon ký rồi. Ký phải không? Ừ. Nè, mà ăn thử miếng đi mà. Ăn rồi. Ăn rồi, ngon ngọt quá ha, ngọt quá trở ra mua không? Cái nào ngọt cho nha. Dạ. Cái này để mời mới ăn được nghe, nó còn hơi cứng. Mời mốt mới ăn được. Ừ, mềm lửa mềm hết rồi. Dạ. Bà Bảy Cường 2 ký 10, mình làm 3 ký đi. Làm cho 3 ký đi mẹ, cho ba đi, cứng cứng đi. Đây. Cái này nó lắc, mình ra lắc mình cho gì cái này bị sâu. Mở cho bả luôn đi. Làm dễ sách. Đây, cái thứ chết đói á. Nè. Vô được rồi. Ờ, buồn buồn ngồi lộn trái vậy đó. Trời ơi, nó hạt tiện ra đây, chắc đây để nó chưa chưa để căng ra cái. Được thôi. Không được thảy thêm còn trong này nè. 2 ký 4 nè. Trời ơi, như hết luôn nha. 2 ký 4 thì 30 với lại 1000 rưỡi với 1000 rưỡi là 3. 3 với 3 là 6. 36.000. 35.000 thôi. Rồi. Dạ. Trời ơi, cảm ơn bà ba đã hút hủ chót giùm con. 35.000 phải không? À, bữa hai bữa mình một phần ha. Nè. Mời là bà ăn được rồi đó, bà cứ một đĩa đi. Đây nè, còn nửa miếng nè, cầm luôn. Bà ba muốn ăn. Ăn thử đi. Muốn ăn vậy, ba nhúng nước để lên bà. Thôi bắt công qua để về đã chín. Để vậy đi, tự động nó chín nó ngon. Ăn thử đi bà ba, có ngọt không? Sao ngon vậy, cái này là biết là ngon. Rồi biết là ngon á, miệng tiện cũng ngon nữa. Còn rồi mình đếm tiền đi. Nè nè cho thím ba và em ba ăn đi. Đếm tiền đi quê. Đếm tiền luôn đi. Đếm tiền được nhiều hồi nãy giờ thấy em cháu bán này sòng sành xịt tiền. Xịt tiền xịt đồ đi. Rồi. Tắm cho luôn đi. Mấy cái thùng này thì mình để đi nữa cho bà hai bà bán cho chai. Bà cua me quá cua me luôn rồi. Đô đi me. Rồi nè, tao sắp rồi mày đếm lại đi. Rồi rồi, có liền luôn.
lúa đi, lúa đi. Anh đang bán lúa đó kìa. Đây ta bán lòng mứt bán lúa đó kìa. 6 8 10 là 300. 2 4 6 8 như 450. 450 mà trừ ở nhà hết nó 4 kg rồi. 4 kg. Rồi hư hao nó khoảng 3 kg nữa rồi. Ừ. Này chắc lại chắc 2 30 ngàn vậy. Có lời 20 ngàn hơn đó. Sợ bữa là mình mua là hết 500. Ừ. 500 mà mình chừa ở nhà giống như 15 ngàn ký đi, 4 ký là chừa hết 60 ngàn. Ừ, rồi 60 ngàn là mình bán ở đây này là được 60 ngàn, với mình hư ở đây là 300 đi để cái 100 ngàn, là 100 ngàn. Ừ. Đi là còn 400 ngàn. 400 ở đây là bán được 450, tiền vốn hồi nãy chắc 30 ngàn, quá là cũng lời được chắc 20 ngàn. Lời cái mình ăn đó. Lại cái chắc mình ăn á cả nhà. Thì cảm ơn cả nhà lúc nào cũng luôn quan tâm và theo dõi video của Hai Hiếm Cháo Tiền nha. Còn bây giờ cũng xin chào và hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị ở video sau. Bye bye.